Đây là cách mà mình làm để xóa những logo thương hiệu khi mà mình lấy video của người khác tải về để làm cho mình ha. Các bạn từng tải video của người khác nhưng gặp cái vấn đề là dính cái logo thương hiệu, không biết cách làm như thế nào. Thì video ngày hôm nay có thể giúp ích cho tất cả các bạn, cùng tham khảo hết video này ha. Hiện tại thì mình đang chia sẻ với tất cả các bạn trên điện thoại có hệ điều hành Android ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một ứng dụng có thể giải quyết vấn đề xóa logo thương hiệu ha. Mình sẽ vào cửa hàng Play nè. Rồi để giải quyết vấn đề xóa logo thương hiệu thì ngày hôm nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn một cái ứng dụng có tên là Vinca đây như trong video ha thường thì mình sẽ tải video trên tiktok nó sẽ bị dính cái logo thương hiệu bây giờ mình sẽ vào tiktok để tải một cái video bất kỳ để về mình xóa cái logo này ha rồi vào tiktok tiếp tục mình sẽ chọn tải cái video này về chọn lưu video rồi vậy là xong Bây giờ mình sẽ vào kiểm tra ha, vào video đây. Đây, video nó đang bị dính một cái logo đây nghe các bạn. Nó bây giờ mình sẽ xóa cái logo này ha. Rồi, chưa rồi mình đã tải video xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào cái ứng dụng Vinca để bắt đầu xóa logo thương hiệu hay các bạn. Bắt đầu vào ứng dụng Vinca nè. nó đây là giao diện của ứng dụng. Có rất là nhiều chức năng hay các bạn. nó các bạn có thể tham khảo thêm những chức năng khác và ngày hôm nay mình chỉ chia sẻ cho tất cả các bạn một chức năng duy nhất đó là xóa logo thương hiệu các bạn tìm dùng mình cái chữ tẩy đây ha đây đây là chữ tẩy nè các bạn ấn vào rồi tiếp tục các bạn chọn cái video lúc nãy mình vừa tải ha đó nhấn vào video đây là cái video lúc nãy mình tải hết các bạn mình bây giờ mình mở lên thử có logo không ha đây nghe các bạn đây là logo thương hiệu của nó nè nó bây giờ mình bắt đầu sẽ xóa cái logo thương hiệu này bằng cách các bạn ấn vào chữ tự động nè nhấn vào ha rồi tiếp tục các bạn chọn ok rồi ứng dụng nó đang xử lý các bạn đợi một khoảng thời gian ha rồi như vậy là xong hết các bạn các bạn nhấn vào để kiểm tra nè đó cái logo của nó đã mất rồi ha nó để lưu video về thì các bạn nhấn vào chữ lưu vậy là xong rồi như vậy là đã xong ha rất đơn giản chúc tất cả các bạn thành công xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp